Vâng, xin chào quý nhà đầu tư và quý vị khách hàng thân mến. Hôm nay là Ngọc Minh và Ngọc Tú sẽ cùng đi đến một cái vị trí có bãi tắm rất là đẹp ở khu vực Bắc Vân Phong, được ví như là đẹp nhất. Bởi vì đây là vừa có bãi tắm mà vừa có mặt đường. Đố các bạn biết đây là khu vực nào? Đây có phải là Vĩnh Yên không hả anh Minh ạ? Đúng rồi, Vĩnh Yên. Khu vực Vĩnh Yên đây là được ví như là khu vực có bãi tắm khá đẹp, và nó nằm ngay cái gần liền kề với khu dân cư tái định cư Vĩnh Yên. Dạ vâng. Thì đây là cái trục đường nhựa hiện hữu là 22m. Dạ. Là nối từ phía cảng Đầm Môn, nối thẳng ra đường 651, DT651 đang làm lộ giới phía bên trái tay trái của mình đây là khoảng tầm 60m lộ giới. Dạ. Thì đây là cái trục đường cũ, trước đây là quy hoạch là đất du lịch. Thì dạ, hiện nay là cái khu vực này là cũng là vẫn tiếp tục là quy hoạch đất là khu du lịch. Thì phía trước mặt mình đây là cái vị trí của lô đất là 1.200m². Dạ. Có chiều ngang mặt tiền phía sau xe, chiếc xe này đi thẳng lên lên trên này là khoảng tầm 70m mặt tiền. Trên đây là mặt đường và phía dưới là mặt biển. Dạ vâng. Biển nó có tắm được không? Biển này là biển có bãi tắm. Dạ vâng. Và tắm rất là thích bởi vì có bãi cát. Dạ vâng. Phía tây tay phải mình nhìn xa đây là chúng ta sẽ thấy là khi khu du lịch Điệp Sơn. Dạ, là cái đảo kia. Đúng rồi. Ở khu vực này là bán đảo Vạn Thành đúng không anh Minh ạ? Đúng rồi, cái khu vực này là khu vực bán đảo Đầm Môn. Dạ. Thì dọc theo trục đường gọi là đường DT651 cũ, cái vị trí đất đây chúng tôi đang đứng ở đây là cái lô này là ngang được 70m mặt tiền. Thì đi thẳng xuống phía dưới này luôn là cái khu dân cư Vĩnh Yên. Vâng. Đây như quý vị đã thấy. Thì phía bên này là khu dân cư làng Đầm Môn cộng với cái khu Hòn Trì. Phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn xa xa ra là nằm trong cái vịnh. Còn phía bên tay trái của Minh và Tú đây là khu biển Đông. Thì hiện tại thì trục đường này là cái trục đường huyết mạch nằm trong cái liền kề với những dự án lớn như là dự án Eurowindo. Phía... cách đây khoảng bao xe anh? Khoảng tầm 5 cây số. Dạ, 5 cây số. Và hiện tại là cái khu này được quy hoạch là khu thương mại dịch vụ và có bãi tắm dân sinh. Khu vực này là hiện tại là đất trồng cây lâu năm cộng với đất ở. Dạ. Ừ, đây là cái quỹ đất ở đây thì còn lại sót lại những vị trí như thế này không còn nhiều nữa. Dạ. Trí đất ở đây là đang có giá khoảng bao nhiêu một mét vuông anh Minh ạ? Vâng, cũng xin thưa là với quý vị nhà đầu tư. Dạ. Thì hiện tại công ty Bắc Phong Land chúng tôi đang mở bán vị trí này với giá chỉ từ là 6 triệu một mét vuông. Dạ. Thì trong khi cái giá xung quanh ở khu vực này nó rơi vào khoảng tầm là 8 đến 10 triệu một mét vuông. Dạ. Thì chúng tôi luôn ưu tiên với những cái vị trí đẹp và giá đầu tư cho quý khách hàng, cam kết xin lời cho nhà đầu tư. Thì đến với Bắc Phong Land chúng tôi thì quý khách hàng sẽ sở hữu được những vị trí đẹp và giá tốt. Tôi tin chắc là một điều đó là như vậy. Ngọc Minh và Ngọc Tú trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch cho quý khách hàng. Khi quý khách hàng đặt chân tới khu vực Bắc Phong này, chúng tôi sẽ phục vụ các dịch vụ như là đưa đón sân bay, rồi đưa đón các dịch vụ cano đi ra thăm các đảo. Đó là cái chính sách công ty chúng tôi ưu tiên cho quý vị khách hàng. Hãy đến với công ty chúng tôi Bắc Phong Land với số điện thoại 0898 222426. Thì và không quên like and subscribe cái kênh YouTube Nhà Đất Bắc Phong của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.